Sợ win lấy hên này. Rồi được win ngọc tối thượng nữa. Ôi phải mở chậm chậm anh em ơi. Mở chậm chậm nó bị hên. Rồi. Tiếp tục này. Ui, nhà đây có vẻ hên này. Rồi rồi. Hên rồi đấy, sợ win hết này, sợ win lấy hên nào. Ôi lái mày. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video bên con game Embu Hero.net nha anh em ơi. Thì hôm nay mình có chuẩn bị được gom được ít boss reset. Thì mình sẽ mở test thử cho anh em xem. Cái boss này á là có thể mở ra được cái đồ cái ngọc mà để đập vào win nha anh em ơi. Thì cái bản mình này anh em vào tạo nhân vật là sẽ được 100 lần reset và 60k coin. Thì nó gần như là mát rồi. Tại vì anh em reset từ 101 đến 200 á thì anh em chỉ được mỗi lần 100 coin và map tối đa là được 70k coin thôi. Cho nên mới vào là được hỗ trợ thêm một set đồ tân thủ cộng ít và full dòng nữa. Thì đi PK thoải mái nha. Nhiều khi mới vào tạo luôn là đi múc nhau được luôn chứ không cần phải là đi cày gì nữa. Và anh em có thể cày cái boss này để đập vào win kiếm win. Thì bên này mình có làm nhiều video kiếm đồ này kia đã săn boss này kia, nó có cái sự kiện là săn boss chiêu boss đấy. Thì tất cả những cái đồ là có thể kiếm được ở sự kiện đó và anh em có thể đi kiếm đồ VIP bằng cách là đi săn cooldown đồ 380 và đi săn boss Vanguard ở trên pháo đài sói để kiếm đồ 380 luôn. Thì bây giờ mình sẽ test thử. Anh em có thể auto reset ở bên server 2 nha, và server 2 sẽ không có Bitcoin, không có nhận được Bitcoin, còn sẽ anh em reset ở server 3 thì sẽ nhận được Bitcoin. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái này vào dương đã. Rồi xong cắt cái này vào dương xong mình sẽ reset cho anh em nhận boss cho anh em xem. Thì anh em đủ 200 lần và level 400 anh em sẽ đánh lệnh nhận thưởng nha. Nhận thưởng. Rồi, nó sẽ out ra và anh em sẽ đăng nhập lại. Đấy. Rồi thì bây giờ về là vào lại thì anh em lại về cái mốc đầu tiên giống như lúc mới tạo nhân vật đó, là về lại level 1 và reset 100 lần và 60k point. Đổi lại thì anh em sẽ được một cái boss này đó, và anh em theo auto reset thì nó khá là nhanh. Rồi để mình cộng điểm cái đó. Bên này thì tối đa một cột là được cộng 28.767 point nha anh em ơi. Cộng đại 28 đi. Rồi còn lại là AGI đi. AGI 27 nha. Rồi. Đây là chưa đủ liver nha anh em ơi. Đấy. Thì xong rồi sẽ đi cày. Bây giờ sẽ lấy mớ boss trong này ra để mở luôn. Em được những gì. Rồi. Rồi trước nha, em được những ngọc gì ngon không này. Rồi trước. Ôi ngọc may mắn. Tiếp tục. Ôi sao ra ngọc may mắn không vậy. Ôi không ổn, không ổn, không ổn. May mắn này. May mắn này. Rồi nó ra may mắn. Rồi tất cả đều là may mắn anh em ơi. Ui. Rồi tất cả đều là ra may mắn nha anh em ơi. Ngọc này là. Ui. Rồi. Nhọn quá, nhọn quá. Mở mà nó ra may mắn hết anh em ơi. May mắn. Nó sẽ có cái ngọc mà ra tăng dòng nữa, nhưng mà mình mở kiểu này là nó hơi bị nhọ rồi. Ui. Vừa nói xong này anh em ơi. Vừa nói xong là ra được cái dòng cái ngọc tối thượng này. Tối thượng này là ra để tăng dòng nha anh em ơi. Rồi tiếp tục nè. Rồi lại may mắn nữa được cái.
Đổi 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 địa điểm rồi, bây giờ không đổi được luôn chứ. Đặt đi mà một mà. Rồi làm tiếp này. Rồi Win lấy hen này. Sợ Win lấy hen này. Rồi được Win ngọc tối thượng nữa. Ôi phải mở chậm chậm anh em ơi. Mở chậm chậm nó bị hen. Rồi. Tiếp tục này. Ui, ra đây có bé hen này. Rồi rồi. Hen rồi đấy, sợ Win hết này, sợ Win lấy hen nào. Ôi lái may mắn nữa. Ôi gần như 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 pin may mắn rồi anh em ơi. À, may mắn chỉ xài có một pin là xong rồi. Ui 2, 4, 6 boss, còn 6 boss nữa thử xem là nó ra được cái gì ngọc này nữa không. Ngon nữa không. Đó lại may mắn nữa. Chờ Win lấy hen coi. Khá là hiếm ngọc này, vậy ngọc này khá là hiếm nha anh em ơi. Tại vì nó tăng dòng ngon mà. Rồi, giờ là sẽ đi một vòng. Lên liver đi cái đó. Hay liver thấp mà nó hên à, nó xui ta. Ôi, để ba boss này đi cày cho nó lên liver cái. Và nhiều khi liver thấp nó xui thiệt anh em ơi. Giờ này dòng nó cũng đang ra nữa. Dòng đang ra này anh em ơi. Ôi dòng năng gia, dòng năng gia. Kiếm dòng luôn đi. Dòng năng gia mới đi kiếm dòng để cho nó lên level cao cái. Đây là giống như là lúc mới vừa tạo nhân vật nha anh em ơi. Coi toa quay này là giống như mới tạo nhân vật nha. Dòng gia đi vật vòng bên đây có thấy dòng không? Theo hướng dòng bay coi. Để lo cho em chia. Theo hướng dòng bay là đi bên này. Lên liver thử quăng cái nữa coi. Ui lại cũng may mắn nữa. Một đống boss mà ra được đúng 3 viên. Hai boss này thử để chút xíu nữa coi. Làm con rồng chơi đi. Ây nghe tí gà không. Con rồng con này. Ô hay là hết rồi anh em ơi. Chắc hết rồi đấy. Để coi. Lắc luôn. Lên E3 đi. Chân chút xíu đi. Để lên trên. Để được lên cao chút xíu ạ. Mở thử coi nó có hên hơn không. À mẹ mở liên tục. Vậy mà nó ra được đúng 3 viên. 3 viên này đập cái Win luôn. Rồi. Chăm mới lên Stadium được. Rồi ra đây làm phát này. Em bùa. Em bùa nó. Ui. Nó phải thế anh em ơi. Em bùa nó là bắt đầu là bắt đầu nó lên lên. Có vẻ may mắn đang mỉm cười. May mắn đang cười làm nhấp nhấp mấy cái ra em bùa đó này. Em bùa này. Phát này là ra tiếp cái ngọc tối thượng cho mà xem. Đấy. Đúng chính thật của thầy rồi. À em bùa này. Em bùa nó. Không ăn quen được anh em ơi. Đái đái thật. Rồi để mình cài cho nó lên. Thôi bây giờ đập luôn nè. Thì cái này nó đang không có lúc. Thì anh em đập cái này vào. Đó thì nó sẽ lên lúc thôi. Nhưng mà cái ngọc này thì chỉ đập một viên thôi. Mà nó đập ra dư quá trời luôn. Để đây đem đi đổi anh em ơi. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đập cái ngọc này vào. 4 viên nè. Đấy tăng 5% khả năng của nó HP. Ngon đấy. Đấy 5% loại bỏ phòng thủ. Đấy cơ hội loại bỏ phòng thủ. Rồi full. Ôi à, chưa đủ liver. Anh em thấy chưa, lên cái win full luôn chưa. Nó giống như là nó vừa đủ cho mình luôn đấy. Đấy đấy, nói chung là cũng là may mắn rồi. Đấy. Mở ra được đủ bộ rồi. Đấy full nha. Thì đấy, như là vậy là sẽ được một cái win full rồi. Thì anh em chứ gì xét để kiếm ngọc này. Ngọc này và cái boss này mở ra cái ngọc này thôi là sẽ có cái win thôi. Win trắng thì anh em sẽ làm ra win, win đen. Xanh lè luôn. Đấy, lên lót 7 dập mấy cái. Lót 7 dập mấy cái rồi sẽ lên Arena. Thì anh em có thể kiếm đồ bằng cách là anh em treo trên Arena. Và lục hoa mai nha anh em ơi. Lục hoa mai về để đổi. Để mình cài, giờ mình cũng cài lên cho mình treo. Đây thì anh em treo đây nhấn bổ sung này. Rồi đến hoa mai này.
Đấy, hoa mai. Rồi thêm vào tư thiết lập. Ở trên Ayana, rồi chút xíu nó sẽ lên Ayana để treo để lộng hoa mai. Hoa mai thì sẽ về đổi ở ở NVC Hoa Tin ở Logentia nha anh em ơi. Đấy, OMG nó cũng đang treo ở đây. Đây thì treo lúc thấp thôi, treo trên lên Stadium hoặc lên K4 treo. Thường là hay treo ở Stadium hoặc K4 hoặc là ba jack. Rồi lên trên đây để mà chen hoa luôn. Vừa treo gì xét mà vừa chen hoa anh em ơi. Đó, con nào lên đây nữa. Cái này ngon nhất, cái ông này kiếm mẹ rồi. Đấy, ôi vui mình. Vui mình một ông. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ bật lên và để cho nó chen thôi. Đấy, ui, vừa lên cái có một hoa luôn kìa. Ngon chưa? Vừa mới lên nha anh em ơi, vừa mới đặt chân lên trên đây là đủ một hoa nha. Rồi, để chen cho nó đủ. Đủ liver, đeo cái win, nhìn cho nó chất chơi, người chơi có win là thấy chất rồi đó anh em ơi. Đấy. Đeo vậy là nó lộn, nó sẽ tự động nó lộn cho mình. Cái này theo là kinh nghiệm là cũng ngon. Ui, chưa có mua bùa nữa. Em về mua cho nó cái bùa cái đó. Bùa với mua con gấu đi. Nó tăng kinh nghiệm. Rồi. Cái gì đây? Bùa rồi. Tư nữa. À mẹ nè. Rồi, lên bay trực tiếp. Đây mình đang ở server 3. Server lắm đẩy nhà thế. Đây. Chưa có đeo win được đi bộ này. Đấy. Cho nó nhanh nhanh reset anh em ơi. Reset thì anh em đánh lệnh reset. Rồi, level 150 rồi. Rồi, cứ như vậy là treo là kiếm hoa thôi. Hoa thì về anh em đổi hoa tin ở Logen á thì nó sẽ được ngọc và được được đồ nha anh em ơi. Nghĩa là hên xui. Rồi bây giờ mình treo máy đây ngồi dư cái ngọc này quá trời luôn. Full được cái đấy cũng đỡ. Thôi, video mình lại xin kết thúc tại đây nha. Anh em thấy hay cho mình một like và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye.